Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Hôm nay Nguyên tiếp tục chia sẻ một món điểm sắm rất là đặc biệt và ngon. Nguyên đặt món này có cái tên là tôm viên chiên hạnh nhân và đặc biệt trong nhân có phô mai ăn rất là ngon. Món này thì Nguyên chưa được ăn ở Việt Nam và trên mạng cũng chưa có ai chia sẻ, là do chị họ của Nguyên ở Úc ăn trong nhà hàng điểm sắm của Hồng Kông có cái món này và cho ý tưởng Nguyên để làm cái video này. Cách làm như thế nào thì bây giờ Nguyên mời các bạn xem video. Nguyên liệu làm món này thì rất là đơn giản, chỉ cần tôm, hạnh nhân, phô mai và mỡ heo. Nguyên liệu ở đây thì mình làm được 12 viên. Về phô mai thì Nguyên sử dụng cái loại phô mai bò cừ này làm. Các bạn cũng có thể dùng phô mai kéo sợi làm cũng được nha. Nguyên cũng có làm qua hai loại thì Nguyên thấy cái loại phô mai con bò cừ này ăn nó béo hơn và nó bùi hơn. Còn hạnh nhân thì các bạn mua cái loại mà người ta bào mỏng như vậy nè. Thông thường 12 viên thì mình cần 100g là đủ, nhưng mà Nguyên mua dư một chút xíu để mình làm cho nó thoải mái. Cái loại hạnh nhân này thì được bán ở những nơi chuyên bán bột làm bánh nha. Còn tôm này thì sau khi lọc vỏ thì Nguyên cũng đã rửa sạch rồi. Cái này là tôm bình thường nha, Nguyên không có dùng tôm thủy tinh để làm món này, để nó có cái độ dai đó. Các bạn nhớ là mình phải lấy sạch cái ruột tôm nha. Mình mua cái loại tôm size vừa phải là được rồi, không có cần mua con to quá để giá nó rẻ hơn. Mình làm món này thì phải dùng một chút mỡ heo cho tôm viên nó ăn sẽ dai hơn và nó không có bị khô. Ở đây là 50g thì con số trung bình thôi nha. Nếu mà ngon thì phải 80-90g. Nếu các bạn không có thích dùng mỡ heo thì mình có thể thay thế bằng dầu ăn hoặc là bơ cũng được. Tôm thì mình dùng cái giấy bếp, mình lau cho nó thật là khô, mình làm cái tôm viên ra nó mới dai nha. Còn mỡ heo thì mình cắt lát mỏng. Sau đó thì mình cắt hạt lựu nhỏ để mình chút nữa để vô máy xay cho nó dễ. Mỡ sau khi cắt xong thì mình cho hết vào cái cối xay thịt này, rồi mình đậy nắp lại. Sau đó thì mình ấn máy khoảng 1 phút xay cho nó thật là nhuyễn luôn. Nếu các bạn không có cái cối xay này thì mình băm bằng cái thớt nha. Đến khi nào mà nó nhuyễn như vậy là được rồi nè. Và Nguyên dùng luôn cái cối này mình cho hết cái phần tôm đã lau khô rồi á, để mình xay luôn ha. Sau khi cho hết tôm vào trong cối rồi thì mình nêm gia vị vào đây luôn. Nguyên cho vào đây một muỗng canh tinh bột khoai tây, các bạn có thể dùng tinh bột năng cũng được nha. Nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột nêm gà, nếu không có bột nêm gà thì mình dùng bột nêm bình thường ha. Và một muỗng cà phê đường, 1/8 muỗng cà phê tiêu và một muỗng canh, cái này là lòng trắng trứng gà nha. Nửa muỗng canh dầu mè. Rồi mình đậy nắp lại, mình xay. Cho vào thì mình ấn máy khoảng 30 giây thôi. Thì cũng tùy theo máy nha. Đến khi nào mà thấy cái hỗn hợp nó hòa quyện vào với nhau với lại thịt tôm nó xay nhuyễn là được. Xay xong thì mình dùng cái cây chét bột này mình khuấy lại, nhiều khi gia vị nó không có được đều đó. Sau đó thì mình cho thịt tôm này vào một cái đĩa. Rồi mình nhớ là mình phải bọc phút ráp lại nha. Cái này thì mình phải cho vào ngăn mát tủ lạnh hoặc là ngăn đông từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ thì mình tạo hình nó mới dễ ha. Mình ấn cho nó dẹp ra như vậy cho nó lạnh đều nè. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị cái phần phô mai. Phô mai thì mình gỡ cái giấy bạc này ra. Nếu mà các bạn thích ăn nhiều phô mai thì mình dùng 3 miếng luôn nha. Và mỗi một miếng mình sẽ cắt ra làm tư, như vậy thì sẽ được 12 miếng nhỏ. Còn nếu mà các bạn chỉ dùng 2 miếng phô mai thì mình sẽ mỗi một miếng cắt ra làm 6 nha. Như vậy 2 miếng thì được 12 viên nhỏ. Bây giờ thì Nguyên chia hạnh nhân vào một cái đĩa khác để lăn tôm. Tốt nhất là mình dùng đến đâu mình cho đến đó ha. Để cuối cùng mình dư lại cái hạnh nhân có thể sử dụng cho lần sau nó không có bị hư.
tôm này Nguyên đẩy vào tủ đông được một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ thịt tôm nó rất là chắc và nó cũng dai rồi. Lúc nãy Nguyên xay tôm xong á thì lúc cho vào cái đĩa có cân lại thì còn 390g. Như vậy mình chia làm 12 viên và mỗi một viên là 32g. Nguyên đặt cái thịt tôm vào lòng bàn tay phải, sau đó thì mình dùng những cái ngón tay bên tay trái á, mình ấn cho thịt tôm nó hơi dẹp một chút xíu. Rồi mình đặt cái miếng phô mai vào chính giữa ha, rồi mình ấn cho nó dính lại, rồi mình cứ gói lại thôi, cái này cũng rất là dễ, không có khó gì hết. Rồi mình xoe xoe cho nó hơi tròn nè. Xong rồi thì mình cho cái thịt tôm vào trong cái đĩa hạnh nhân á, mình lăn qua lăn lại á, để cái hạnh nhân nó bám vào trong cái thịt tôm hết ha. Ngoài dùng hạnh nhân để lăn á, thì các bạn có thể dùng khoai tây bào hoặc là khoai môn bào á, thì Nguyên nghĩ cũng rất là ngon đó. Mình lăn đến khi nào mà thấy cái phần thịt tôm á, nó bám đều hết hạnh nhân như vậy là được rồi nè. Sau khi lăn xong á, thì mình cho hết vào một cái đĩa. Còn cái viên này là viên cuối cùng nè. Hạnh nhân á, thì Nguyên chưa có đổ vào hết đâu. Nếu mà các bạn thấy thật sự không đủ thì mình mới cho vào hết nha. Như vậy là Nguyên vừa làm xong hết 12 viên rồi. Cái lượng hạnh nhân á, thì còn dư lại khoảng 20g. Nếu mà các bạn cho vào hết á, thì bây giờ nó sẽ dính thịt tôm và mình dùng lần sau không có được. Bây giờ cái hạnh nhân này á, thì nó không có dính thịt tôm á, cho nên mình cất vào tủ lạnh á, mình có thể sử dụng lần sau cũng được nha. Tôm sau khi lăn hạnh nhân xong á, thì mình mang đi chiên liền nha. Nếu các bạn chưa có ăn liền á, thì mình cắt vào ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ thì mình bắt chảo dầu để chiên tôm viên luôn. Nhiệt độ để chiên tôm viên á, thì tốt nhất là 160 độ cho đến 170 độ là vừa ha. Các bạn không có nên để dầu nóng quá, như vậy á, hạnh nhân nó rất là nhanh khét, trong khi đó thịt tôm nó chưa được chín. Nếu mà các bạn không có cây nhiệt kế á, thì mình dùng đôi đũa gỗ á, mình cho vào trong dầu. Nếu mà thấy dầu mà nó sủi bọt nhẹ như vậy á, thì bây giờ nhiệt độ nó đạt 150 độ. Khi đạt nhiệt độ như vậy rồi á, thì mình hạ lửa trung bình thấp ha, tại vì cái nhiệt độ này nó sẽ tăng dần lên nữa. Rồi bây giờ thì mình cho tôm viên vào trong đây mình chiên. Cái này thì Nguyên chia làm 2 lần chiên nha. Các bạn nếu mà dùng cái chảo lớn hơn thì mình có thể cho vào chiên một lần. Tôm viên này thì Nguyên sẽ chiên 2 lần. Nếu mà các bạn muốn chiên một lần á, thì cái lần thứ nhất á, thấy hơi vàng như vậy á, thì mình gấp ra. Còn muốn mà chỉ chiên một lần á, thì mình nên chiên nó vàng đều hết luôn. Sau đó thì mình vặn lửa lớn một chút rồi mình chiên thêm một chút nữa mình lấy ra ha. Làm như vậy á, thì cho tôm viên khi lấy ra nó không có bám nhiều dầu. Rồi còn 6 viên còn lại thì các bạn chiên hết luôn nha. Tôm viên này thì Nguyên chỉ chiên có một lần mà cái màu vàng nó cũng đẹp lắm rồi. Nhưng mà cái hạnh nhân thì nó chưa có được thơm lắm. Thời gian chiên lúc nãy là 3 phút nha. Các bạn thấy lúc nãy ở trong chảo thì hạnh nhân nó không có được vàng. Và khi mình lấy ra thì nó vàng hơn rất là nhiều. Do cái nhiệt độ nó còn rất là nóng cho nên các bạn phải trừ hao khi mà mình chiên lần 2 đó. Nếu mà các bạn ăn liền thì mình chiên lần 2 luôn. Còn mà các bạn chưa có muốn ăn thì khi nào mình ăn thì mình mới chiên lần 2 nha. Tôm viên này thì Nguyên chiên lần 2 rồi, thì màu hạnh nhân bây giờ nó rất là vàng đều và cũng rất là thơm. Ở lần 2 thì mình nên chiên nhiệt độ là dầu nóng khoảng 180 cho đến 200 độ và chiên trong 15 giây. Món ăn này không những dùng để làm món tiểm sắm mà các bạn có thể dùng để làm món khai vị khi có tiệc trong gia đình nha. Vì nó cũng rất là nhanh và cũng dễ làm lắm, không có cần kỹ thuật gì hết. Hạnh nhân vàng đều hết và khi ăn vào rất là giòn và rất là thơm. Mình để ngoài trên 3 tiếng nó vẫn còn giòn nha. Khi nào mà các bạn ăn thấy không còn giòn có thể chiên lại bằng lò chiên không dầu cũng được. Tôm viên sau khi chiên xong rất là dai và rất là thơm. Khi ăn vào thì cảm nhận là hạnh nhân nó rất là giòn và thơm, còn thịt tôm thì nó rất là ngọt thịt nha.
Món này các bạn có thể ăn cùng với sốt mayonnaise hoặc là tương ớt cũng ngon lắm nha. Hôm nào có dịp các bạn làm cho mấy đứa nhỏ ăn đi, bảo đảm là các đứa nhỏ rất là thích ăn món này. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tớ chề tài ca sâu thảy.